Biểu tình khắp nước Mỹ sau khi Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ Thưa quý vị, biểu tình nổ ra sau khi Donald Trump kêu gọi đoàn kết trong bài phát biểu sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ với 288 phiếu đại cử tri, vượt xa mức 270 phiếu cần thiết. Các cuộc biểu tình diễn ra ở nhiều thành phố, trong đó có Oakland, Los Angeles, Portland và New York. Cũng có các báo cáo ghi nhận biểu tình ở David, bang California và Đại học Columbia ở New York. Ông ta, Ý nói Đô Đa không đại diện cho nước Mỹ mà tôi khao khát. Một người dân Auckland tên Samatha nói. Thưa quý vị, nước Mỹ chia rẽ và cay đắng nhất chờ đón Donald Trump. Theo Detroit News, chiến thắng của ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump trước một đối thủ dày dạn kinh nghiệm chính trị và nhận được sự hậu thuẫn lớn như Hillary Clinton đã khiến cho giới chuyên gia phân tích và quan sát viên bất ngờ. Tuy nhiên, họ cho rằng sau bữa tiệc ăn mừng hoành tráng, Tổng thống Trump sẽ phải đối mặt với những thách thức không hề nhỏ của nước Mỹ. Theo tờ báo này, chiến thắng đầy ngoạn mục của ông Trump tại các bang vốn có thiện cảm với Đảng Dân Chủ cho thấy cử tri Mỹ đã phát đi một thông điệp rất rõ ràng. Họ muốn sự thay đổi ở Washington và họ không tin tưởng giới chính trị gia ở đó. Cụ thể hơn là người Mỹ không tin rằng việc bầu bạc Clinton vào Nhà Trắng sẽ giúp cho nước Mỹ thay đổi hướng đi hiện nay ngay từ đầu chiến dịch tranh cử bà clinton đã bị coi là người không trung thực với những cáo buộc về bê bối sử dụng email mật càng làm hoen ố hình ảnh của cựu ngoại trưởng rất nhiều người đặt câu hỏi về khả năng dẫn dắt đất nước của ông trump và họ có lý do để hoài nghi về khả năng giữ bình tĩnh và suy xét của ông nhất là sau những vạ miệng mà ông mắc phải trong hành trình tranh cử Tổng thống Barack Obama từng tuyên bố trước đám đông ủng hộ rằng, số phận của nền dân chủ Mỹ phụ thuộc vào người kế nhiệm, có vẻ như ông không hề nghĩ rằng Trump một ngày nào đó sẽ tiếp quản vị trí ông chủ nhà trắng của mình. Sau cuộc tranh cử bị cho là tầm thường và độc địa nhất trong lịch sử, ông Trump giờ đây phải gánh vác một nhiệm vụ vô cùng nặng nề, đó là đoàn kết người dân trong nước và khôi phục niềm tin của nhân dân vào nền chính trị Mỹ. Những cuộc cãi vã, những lần công kích cá nhân, những giọng điệu hàn học giữa hai ứng viên đã đẩy nước Mỹ vào tình trạng chia rẽ hơn bao giờ hết, và ông Trump sẽ phải nỗ lực hết mình để hàn gắn những vết thương đó. Một khảo sát do ABC News tiến hành vào tuần trước cho thấy 97% người ủng hộ Trump và Clinton nói rằng họ sẽ không chấp nhận ứng viên phe kia. Khảo sát do vkf g NBC News thực hiện trước bầu cử cũng cho thấy gần một nửa số đại cử tri tuyên bố họ cảm thấy không sẵn sàng ủng hộ tân tổng thống. Fred Wang, chuyên gia khảo sát của Đảng Dân Chủ cho rằng, thời kỳ hậu bầu cử sẽ là quãng thời gian chia rẽ và cay đắng nhất của nước Mỹ mà Tổng thống Trump sẽ phải tìm cách giải quyết. Thực tế cho thấy các cuộc biểu tình chống Trump đã nổ ra khắp nơi trên nước Mỹ sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố. Bầu cử Tổng thống Mỹ là cuộc tranh đấu quyết liệt giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, nhưng Tổng thống mới sẽ phải điều hành một cách khéo léo theo đường lối trung dung nhằm đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra một cách hòa bình. Với vô số những lời công kích cá nhân, dọa nạt và những bình luận thô tục được tung ra nhắm vào đối thủ, Trump đã tự gây khó cho công việc mới của mình. Trên cương vị tổng tư lệnh nước Mỹ, ông cần phải chứng minh được với quốc dân rằng ông xứng đáng với vị trí đó cũng như sự tôn trọng của cả quốc gia. Để làm được điều đó, việc cấp thiết mà Trump phải thực hiện là tuân thủ chế độ phân chia quyền lực và hợp tác với quốc hội để điều hành đất nước. Việc lợi dụng quyền ra mệnh lệnh hành chính của tổng thống để thực thi các chính sách lớn mà không thông qua quốc hội cần phải được chấm dứt. Ông Trump cũng phải tìm cách giảng hòa với bà Clinton và các cử tri ủng hộ bà, khuyến khích họ tôn trọng kết quả bầu cử và hợp tác với chính quyền mới. Dù sao thì nước Mỹ cũng đã nhiều lần bị chia rẽ trong các cuộc bầu cử, nhưng đều tìm ra cách để khỏa lấp bất đồng hướng tới tương lai. Ông Trump hay bất cứ người nào khác sẽ rất ngây thơ khi nghĩ rằng nước Mỹ chỉ có một quan điểm chính trị duy nhất, bởi trong xã hội nước này luôn tồn tại nhiều luồng quan điểm trái ngược nhau. Điều quan trọng là người đứng đầu nhà trắng phải tìm ra giải pháp để giải quyết thách thức đó. The Choice nhấn mạnh. Về phần mình thì người Mỹ cũng phải lạc quan, kiên nhẫn, trao cho ông Trump một cơ hội bởi suy cho cùng ông trở thành tổng thống là do người dân chọn lựa và ông rất cần đến sự ủng hộ của họ để điều hành đất nước. Năm lý do giúp Trump chiến thắng Một gia đình từ California đến du lịch tại New York đang rất buồn bã. Người cha trả lời báo giới. Tôi bước giữa quảng trường thời đại, nơi hàng ngàn người vẫn đang dán mắt vào màn hình, nhìn kết quả thời đại ABC News ngay đó. Một người quay ra hỏi nhau, họ đã mất những bàn nào thêm rồi? những ánh mắt thẫn thờ nhìn kết quả mà các bàng đang cập nhật. Chúng tôi cảm thấy rất xấu hổ, nước Mỹ đã trải qua một cú sốc không tưởng. Politico đã gọi cái đó là bất ngờ lớn nhất trong lịch sử. Một nhà toán học đoạt giải Fields viết trên Facebook, khoa học số liệu dính cú sốc lớn. Donald Trump sẽ là tổng thống đầu tiên bước vào Nhà Trắng mà không có bất kỳ kinh nghiệm chính trị, ngoại giao hay quân sự nào cả. Và chắc chắn cả thế giới sẽ bối rối với tổng thống Donald Trump. Chuyện gì đã xảy ra? Thứ nhất là các thăm dò sai lầm. Đến sáng ngày 8 tháng 11, Reuters, Ipsos vẫn dự đoán khả năng thắng của bà Clinton là 90%, áp suất của New York Times từ đầu mùa đến sát giờ bầu cử, luôn để tỷ lệ của bà Clinton cao hơn Donald Trump, có lúc lên đến 92 và 8%. Trước lúc bầu cử thì tỷ lệ này là 84-12, nhưng về bà Clinton, Sai lầm lớn nhất có lẽ vì các cử tri hiện nay là thế hệ mới hoàn toàn. Cách thăm dò truyền thống bằng gọi điện thoại cố định của các hãng đã không còn chính xác nữa. Đối thăm dò này bỏ qua hoàn toàn những người trẻ mà ngày nay họ sống phần lớn trên mạng xã hội hay gắn chặt đời sống của mình quanh chiếc smartphone. Đầu năm nay, cách thăm dò truyền thống cũng đã thất bại thảm hại với Brexit, cũng như thăm dò về trưng cầu dân ý cho độc lập của Scotland. Thứ hai là các nhóm cử tri giấu mặt của Trump. Giới phân tích nói nhiều về các nhóm cử tri Trump giấu mặt hoặc là số đông im lặng. Biểu hiện rõ nhất có lẽ là việc nhiều cử tri của Trump ngại không trả lời mình ủng hộ cho ứng viên nhiều bê bối như vậy. Trao đổi với Dinh.vn tại các điểm bỏ phiếu ở bang tranh chấp, nhiều cử tri bỏ phiếu cho Trump đã lắc đầu từ chối khi hỏi bỏ phiếu cho ai. Thứ ba là nước Mỹ cần sự thay đổi. Nước Mỹ cần thay đổi và các cử tri chán ghét với cách Washington bế tắc trong nhiều năm nay. Họ cần một thay đổi đột phá và cảm thấy một người bên ngoài với lối ăn nói bạt mạng khác thường như Trump có thể mang lại sự thay đổi chăng? Đó là cú đòn mạnh đối với giới thượng tầng ở nước Mỹ. Thứ tư là phân biệt sắc tộc nhóm cử tri đông nhất của donald trump là nhóm cử tri da trắng và có học vấn thấp ở các vùng nông thôn đây là nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất của toàn cầu hóa những việc làm đơn giản được chuyển đến các nước đang phát triển như trung quốc pakistan ấn độ trong khi nhóm này không kịp thích nghi với nền kinh tế họ không thể hòa nhập lại với thế giới của những facebook google apple mà ưu tiên thường dành cho giới trẻ có học họ là lực lượng ủng hộ mạnh mẽ nhất của trump Thứ năm là những bất ngờ tháng 10, hàng loạt tiết lộ từ Wikileaks đã hủy hoại danh tiếng của bà Clinton để thêm sự nghi ngờ của cử tri về độ trung thực cũng như uy tín của bà. Các tiết lộ này phát hiện bà nhận được chỉ dẫn từ bạn thân trong các cuộc tranh luận, gian lận, quỹ Clinton nhận tiền từ vua Morocco và đương nhiên là câu chuyện những bề bối email của bà. Ngoài ra, cú sáng của FBI liên quan tới vụ email chỉ 10 ngày trước bầu cử cũng đã làm thay đổi cục diện cuộc chiến. Phe Trump đã có thêm sinh khí và năng lượng trong cuộc đua vào phút chót. Nhiều người mong bà Obama sẽ tranh cử Tổng thống vào năm 2020. Theo Telegraph, dòng hashtag Michelle 2020 đã được sử dụng rộng rãi trên Twitter. Người dùng mạng xã hội hy vọng đệ nhất phu nhân Mỹ, Michelle Obama sẽ ra tranh cử sau khi mất hy vọng về ứng viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ. Một người dùng có tên là Cam viết, năm nay không có lựa chọn nào tốt hơn cả, cả Clinton và Trump đều tệ. Hy vọng duy nhất của chúng ta bây giờ là Michelle Obama sẽ ra tranh cử vào năm 2020. Còn một người khác có tên là Emma Kennedy thì viết: Michelle hãy ra tranh cử năm 2020. Nhiều người thất vọng với kết quả Donald Trump đắc cử và hy vọng thời gian trôi mau tới năm 2020 để bà Obama có thể sửa chữa sai lầm. Tài khoản có tên là Kurt Giant T. viết: Làm ơn tua đến năm 2020 để Michelle Obama sửa sai mọi việc. Andrak Jokean viết, Tôi yêu ý tưởng Michelle ra tranh cử vào năm 2020, đây là tin tốt lành nhất trong ngày. Một người khác có tên là Tammy Roman cho rằng nên bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử cho bà Obama từ bây giờ. Còn nhiều người khác thì cho rằng không cần thiết vì bà sẽ chiến thắng mà không cần vận động. Một người có tên là Liv nói, Michelle Obama không cần tổ chức vận động vào năm 2020, bà ấy chỉ cần lên sân khấu phát biểu đôi lời là thắng cử. Tuy nhiên, bà Obama từng khẳng định sẽ không tiếp bước bà Clinton. Theo Fortune, hồi tháng 7, Kate Anderson Browner, một nhân viên truyền thông của Nhà Trắng, tác giả cuốn Đệ nhất phu nhân, sự duyên dáng và sức mạnh của đệ nhất phu nhân Mỹ thời hiện đại, cho biết bà Obama không muốn tranh cử. Browner cho biết, bà ấy không thích làm đệ nhất phu nhân. Sau 8 năm trong Nhà Trắng, bà Obama cảm thấy như bị trói trong lồng. Bà không thể làm những việc đơn giản thường ngày như hầu hết chúng ta vẫn làm, và Nhà Trắng gợi cảm giác một nhà tù tuyệt đẹp và Obama không chỉ chịu áp lực phải luôn xuất hiện hoàn hảo, mà nói chung là không thích chính trị, bà ấy không thích các trò chơi chính trị ở Washington. Đó là lý do khác với những đệ nhất phu nhân như Hillary Clinton. Bà Clinton cảm ơn đội ngũ tranh cử cho dù điều gì xảy ra. ITV News đã trích lời ứng viên Đảng Dân Chủ viết trên tài khoản Twitter cá nhân vào đêm 8 tháng 11 theo giờ địa phương. Có quá nhiều điều để tự hào về đội ngũ này, cho dù điều gì xảy ra trong đêm nay. Cảm ơn các bạn về mọi thứ. Ứng viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton cùng đối thủ Donald Trump của Đảng Cộng Hòa đã tạo nên cuộc đua được đánh giá gay cấn và kỳ lạ nhất trong lịch sử các kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ. Trước cuộc bỏ phiếu vào ngày 8 tháng 11, đa số các cuộc thăm dò dư luận đều dự đoán cựu Ngoại trưởng Mỹ sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên, những diễn biến được cập nhật gần nhất cho thấy tỷ phú Donald Trump đang chiếm ưu thế và có hơn 50% cơ hội trở thành tân tổng thống Mỹ. Không khí sốc, cam chịu bao trùm đại bản doanh Hillary Clinton. Các nhà tài trợ hàng đầu của Hillary Clinton tỏ ra bị sốc và bi quan khi Donald Trump đang ở rất gần cửa vào Nhà Trắng. Một nhà tài trợ của Hillary Clinton đã nói với CNN mô tả cảm giác bị sốc và bối rối. Không có sự lạc quan nào tại đây. Phóng viên của CNN tại đại bản doanh của cựu Ngoại trưởng Mỹ cho biết, không khí nghi ngờ kết quả bầu cử đã bị thay thế bởi không khí cam chịu trước thất bại. Chiếc ghế Tổng thống Mỹ có vẻ như đã tuột khỏi tay bà Clinton. Bản tin cập nhật của CNN nói với quan chức trong chiến dịch của Clinton ẩn trong một phòng riêng tại trung tâm Jarvis đã làm rất ít để ngăn cảm giác này hoặc đưa ra lý lẽ rằng giá trị của Clinton vẫn còn. Hai thành viên hàng đầu của Đảng dân chủ ở Wisconsin nói họ đã lùng sục các khu bầu cử ở cả bang và thấy rằng không có gì thay đổi được. Rất ít người biết rằng bà Clinton đang làm gì trong thời điểm này. Một trợ lý cho biết cựu ngoại trưởng Mỹ đang ở cùng chồng, con gái trong khi vài trợ lý ở trong căn phòng khác. Clinton được nói là đã xem các kết quả và nghe tóm tắt thông tin từ những trợ lý hàng đầu về tình hình ở Pennsylvania và Ohio. Clinton cũng đã chuẩn bị cho bài phát biểu của mình. Một trợ lý cho biết có rất ít lý do để Clinton không phát biểu tối nay. Thành viên Đảng Dân chủ thân cận với chiến dịch của Clinton nói, có rất nhiều thời gian để nói về trách nhiệm hay đổ lỗi, nhưng không phải là tối nay.